7 người ăn hết 300 con cua, 50 quả sầu riêng trong một bữa buffet. Mới đây, sự việc nhóm thực khách ở Trung Quốc gồm 7 người vào nhà hàng ăn hết hơn 300 con cua, 50 quả sầu riêng và vô số đồ ăn khác đang khiến cư dân mạng choáng váng. Cụ thể, trang Bailu Video đưa tin, nhóm gồm 6 người đàn ông và một phụ nữ, tất cả họ đều ở độ tuổi 20. Nhóm này ghé một nhà hàng buffet tự chọn ở Thanh Đảo, tỉnh Sơn Đông, phía đông Trung Quốc lúc 5 giờ chiều mùng 3 tháng 5. Nhưng ngồi ăn cho đến tận lúc quán đóng cửa là 9 giờ 30 phút tối. Theo đó, nhóm này đã tiêu thụ hết tổng cộng 300 con cua, 80 cốc tráng miệng cao lương xoài, 50 quả sầu riêng và vô số các đĩa tôm, cá hồi. Trong clip, người xem chứng kiến cảnh nhóm khách ăn uống không ngừng nghỉ, bên cạnh là hàng trăm vỏ cua cùng những chiếc bát rỗng xếp cao chất đống. Trả lời truyền thông, thanh niên họ Trương, một thành viên trong nhóm nói rằng anh ấy và những người bạn của mình rất thèm ăn và khẳng định họ đang trong độ tuổi có sức ăn uống cao hơn bình thường. Chúng tôi tiêu hóa thức ăn nhanh chóng. Đến nửa đêm hôm đó, một người bạn lại than phiền là thấy đói bụng. Anh ấy muốn ra ngoài ăn thêm một lần nữa, nhưng vì đã quá muộn, hàng quán đóng hết nên không đi nữa. Trường nói, hải sản mùa này vẫn đắt đỏ. Nhưng tất cả chúng tôi đều muốn ăn hải sản nên đã chọn một nhà hàng hải sản tự chọn. Trường nói và cho biết thêm rằng mỗi người trả 160 nhân dân tệ, 23 USD cho bữa ăn của mình. Bên cạnh món tráng miệng cua, xì gâu xoài và sầu riêng, tất cả chúng tôi đã ăn nhiều đĩa cá hồi, tôm và nhiều món tráng miệng và thịt. Chúng tôi cũng ăn nhiều tôm càng, anh nói. Về phía nhà hàng, một nhân viên phục vụ cho biết mỗi khách hàng chỉ có thể ăn tối đa 2 giờ tại địa điểm này. Tuy nhiên, hôm đó, do bận quá nên nhân viên đã quên xem giờ để yêu cầu Trương và bạn của mình rời đi. Sau khi clip được đăng tải trên mạng, cộng đồng mạng có phản ứng chung là không tin được vào mức tiêu thụ khổng lồ cho một bữa ăn của nhóm. Ăn như vậy sẽ không đau bụng sao? Một người nói trên Douyin, ông chủ của nhà hàng thật xui xẻo khi có được những khách hàng như bạn. Nhân tiện, bạn có ổn sau khi ăn nhiều như vậy không? Một người khác hỏi. Người thứ ba nhận xét, bạn ăn nhiều thứ như vậy cũng không sao. Nhưng việc bạn khoe vỏ cua và các chất thải khác khiến mọi người khó chịu. Bạn tự hào vì mình đã thu được món hời từ người khác sao? Mấu chốt nằm ở vấn đề đạo đức. Năm 2021, chính phủ Trung Quốc đã thông qua luật chống lãng phí thực phẩm để hạn chế tiêu thụ thực phẩm quá mức do nguồn cung thực phẩm của nước này vẫn ở trong tình trạng thiếu hụt do các vấn đề về chuỗi cung ứng và nhu cầu cao. Khách hàng Trung Quốc đến dùng bữa các nhà hàng buffet thường cố gắng ăn nhiều nhất có thể với hy vọng giá trị lượng đồ họ được ăn sẽ bằng hoặc cao hơn giá vé vào cửa. Điều này dẫn đến việc nhiều khách hàng lấy nhiều thức ăn hơn mức họ có thể ăn, sau đó vứt bỏ, khiến các nhà hàng phải treo biển nhắc nhở mọi người ăn uống điều độ. Tháng trước, hai phụ nữ ở tỉnh Chiết Giang, miền đông Trung Quốc đã bị chính quyền bắt giữ vì bí mật lấy đồ ăn trị giá 400 nhân dân tệ từ một nhà hàng tự chọn sau khi họ dùng bữa.